ơi, thầy Tiến thì chín, thầy không vậy anh Luân. Nói chung là thầy Tiến như thế nào thì là tùy ở các em, tùy ở các em nhìn nhận, chứ anh không đánh, dám đánh giá người ta. Vì thật sự nói là họ cũng chỉ chơi với anh Luân một vài cái giao lưu trên mạng cho vui thôi, chứ họ có đâu phải là bạn bè thân thích hay là ruột thịt. Chỉ anh Luân, anh Luân biết được về và họ như nào, còn họ như thế nào thì các em tự đánh giá được thôi, làm chi phải đến mức phải hỏi anh Luân. Đúng rồi, thế bây giờ là dính vô tài xỉu rất nhiều. Luân đi mà gặp khắp nơi, con nít người lớn đều chơi tài xỉu, nhìn hắn xót lắm, xót xa Việt Nam mình. Đấy, chơi đá thì hết có 500.000 thôi, nhưng mà tiền chơi game là hết 500 triệu. Rành thường mà nói nhiều rồi các em vẫn chẳng giúp được bài học, mà nói ra thì là ảnh hưởng rất nhiều đến cơm manh áo của bọn nó. Bọn nó rất ghét luôn em, trong cái giới này nọ là bọn nó ghét luôn cũng nhiều đấy, vì Luân hay nói sự thật, nó nói thật. Còn Luân nói người này, Luân mà vì vì đồng tiền mà để làm giàu á, là Luân thích làm giàu á, là Luân làm giàu cách đây 15 năm là Luân có thể làm giàu rồi, nhưng Luân không ác được, Luân không giàu được. Ngày xưa ấy là có người như thế này này, nếu gặp mọi người chắc chắn Luân nói là hàng trăm người đang xem livestream Luân này là mọi người sẽ đồng ý, nhưng mà Luân từ chối đấy. Cách đây khoảng 10 đến 15 năm là có người đã đến nhà và rủ Luân làm là dầu ăn giả em. Chỉ cần mua 1 lít mật dầu ăn thật là có thể làm 20 lít mật ong giả, 20 lít dầu ăn giả. Đây, chỉ cần mở một cái hầm, làm một cái xưởng là làm được tất cả các loại dầu ăn cho đến nước mắm. Mà mọi người nói là 1 lít là làm được là 20 lít. Đó, rồi là đi nhập. Thì mọi người nói giàu đến mức nào mà Nguyễn Luân không làm. Đây Luân là thật sự để cho mọi người biết. Chứ nếu gặp mọi người mà hồi đó Luân là đói với Luân nghèo lắm. Nếu gặp mọi người mà đeo đói nghèo như Luân mà có người đến rủ như vậy, Luân tin chắc luôn nhiều người, rất là nhiều người là họ sẽ làm. Đúng không? Các em sẽ làm ngay. Nhưng mà Luân không làm. Mọi người bình luận thả tim Luân cái. Hiện tại Luân nói xấu cái bọn game, nói nhiều cái đi qua cái là bắt đầu thì Facebook nó làm giảm tương tác của Luân. Mà Luân đã từng bị một người Thanh Hóa kết nghĩa anh em. Anh em kết nghĩa với Luân. Luân kết nghĩa với nó. Mà cuối cùng là bị nó phản và nó bắn đứng luôn luôn. Luân giao cho nó một cái sới. Thế là nó nói Luân là cứ về Việt Nam đi. Hồi đó là anh trai Luân đang trong trại. Luân về Việt Nam một phát là phun một Luân, đúng rồi, phun một em. Là Luân về Việt Nam một phát có 3 ngày thôi. Nó cho người thì nó bịp hết người ta, nó lừa người ta. Cuối cùng làm Luân phải đi đền với người ta. Và Luân đi tuy lùng ấn mà nó tốn luôn mấy năm. Mà nó là, nói thật là trước đây nó là công an, nó là cảnh sát hình sự. Đấy, mà bị đuổi ra khỏi ngành. Đấy, nó cũng rất tài giỏi. Luân vẫn kết nghĩa anh em. Cuối cùng Luân bị nó bán đứng. Mà bây giờ là nó xin lỗi Luân rồi. Luân thì tính Luân gần chục năm rồi Luân bỏ qua. Đợt Luân ra Thanh Hóa Luân làm sới ngoài, thấy nó đánh trong sới, Luân định làm thịt hắn luôn. Mà nghĩ thôi thì chuyện qua rồi qua rồi. Dù sao trước đây mình coi hắn như anh em, nên Luân bỏ qua. Nên là từ đó Luân khiếp luôn, khiếp dân gọi là Thanh Hóa luôn. Không, Luân không chê trách gì anh em mà Thanh Hóa, tất nhiên ở đâu nó cũng có người xấu người tốt, nhưng có điều là Luân bị một quả, Luân bị ác cảm luôn đấy. Luân bị một quả bán đứng là ác cảm, mất niềm tin vào luôn. Còn Luân thì không chê dân Thanh Hóa, vì dân Thanh Hóa hiện tại giờ Luân cũng chơi nhiều anh lớn ở đó ngoài mà. Bây giờ có anh bị bắt rồi chơi luôn mà. Bây giờ các anh bị bắt mấy người rồi, nhiều người chơi luôn rất là thân mà. Như mấy người bị lừa bán sang cam anh giúp được không? Anh nói thật là giúp thì anh Luân giúp được, nhưng mà nói thật là bàn tay anh Luân không thể mà anh giang rộng ra vậy được mãi. Rồi đâm ra anh Luân bây giờ hiện tại anh Luân là sinh thù kết oán họ rất là nhiều rồi. Mafia cũng có, xã hội đen cũng có, nhưng mà Luân có sợ đâu.
giúp được, cứu được một mạng người bằng cái 10 tòa tháp cơ mà. Luân thì mới giúp được một vài người, nhưng mà anh Tài Luân đã giúp cả chục người rồi. Giúp người ta ra đấy, họ nhiều kiểu đòi được cái tiền này tiền nọ. Anh em nhà anh Luân giúp xong rồi, đang phải cho các em một vài chục để đi đường về, để mua quà gia đình. Có ai mà như các em, như anh Luân, em nhà Luân không? Họ giúp thì họ về họ lấy tiền của người khác nữa. Có anh em nhà Luân giúp, giúp xong rồi em cứ hỏi những người anh em nhà Luân giúp và đưa về đây, những người mà anh em nhà Luân đưa về đây, có ai mà ra về họ có tiền đâu? Họ bị lừa sáng đây rồi, sáng rồi đến khi giúp ra chẳng lẽ không cho họ một chục hay hai chục triệu để họ đi đường về, cuối cùng giúp người toàn mất tiền đấy, là thật. Nhưng mà có ai nhờ mà không giúp đâu. Gặp người ta họ giúp lần là họ kiếp, họ chửi đúng không? Nhưng anh Luân, anh em, anh Thái đã giúp cả mấy chục người rồi. Người nào anh Thái cứ cho chục triệu, hai chục triệu để họ đi đường nữa. Anh mở xe bạc ở nước ngoài thì vẫn là ok, mà anh đúng rồi, anh mở thì anh được phép mà em. Anh nói thật, nhiều khi họ cứ bảo là anh làm cái nghề đó này nọ. Nhưng anh nói thật, anh làm là đều là anh được phép. Tại sao? Tại nó là ở Việt Nam mình. Ví dụ như anh nói đây, bây giờ là Việt Nam mình đang chưa mở cửa. Đấy, ví dụ như chẳng may một thời gian nước Quốc hội hay là chủ tịch họ, nước họ mở cửa như kiểu các nước khác họ cho làm bài bạc thì sao? Nên là làm bài bạc rất là bình thường. Đấy. Miễn sao này, làm đừng có làm với cho những cái người mà giới tuổi vị thành niên, giới 17, 18 tuổi thì mới bảo anh Luân là đi này họ được, đúng không? Anh Luân làm toàn những cái người 4, 50 tuổi, 3, 40 tuổi người ta làm thì rõ ràng có phải là ác gì đâu. Ừ, anh Luân không làm thì người ta cũng đi tự tổ chức người ta chơi, mà người ta chơi xong người ta còn bị bịp. Còn anh Luân làm thì lại người ta lại được chơi xanh chín, người ta chơi có thắng có thua, người ta chơi thật thà, đúng không? Thì mọi người nói Luân làm vậy là tốt hay là xấu, đúng không? Còn muốn lấy nhà của người ta về xây chuồng lợn nhà mình thì thua thì phải chịu thôi. Đến khi ăn được thì mua xe ô tô thì không thấy là không thấy khen với cảm ơn anh Luân đi. Thua một cái là mẹ vì chơi nơi sới luôn rồi này nọ, đúng không? Mọi người có nhận không? Nên muốn lấy là nhà người ta về xây chuồng lợn nhà mình thì phải chấp nhận cái giá mình bỏ ra. Đó, đúng không? Tốt cái buổi ân hoàng. Tao chẳng nói là tao là người tốt, hiểu không? Mà ý tao á, là tao nói là những cái người như tao á, tao làm mà đang gấp trăm, gấp nghìn lần bọn mày. Mà tao cũng dám khẳng định luôn là ân hoàng mày, mày thì chắc là không đủ trình độ với tao đâu. Còn mày bảo tao này nó, tao chẳng muốn chấp đâu mùng 1. Nhưng mà nếu mày ưng á, bất kể mày là ai, là đại ca hay là mày có ai chống lưng hơn, kệ mẹ mày luôn. Mày lên sóng một phát, mày thách thách tao một phát thôi, tao không bao giờ đưa ai đi hết, tao đi mình. Tao mà không làm được thịt mày á, thì tao không phải là Nguyễn Luân, được chưa? Mi không làm lấy ai chơi đây, nên là cái đầu mày á là rất, óc mày rất là ngắn con lợn ạ. Thế tao bảo mày này, thế tao không làm lấy ai chơi đúng không? Thế tao hỏi mày, cái khi bọn họ chơi và bọn mày chơi, kể cả mày chi mày đánh bạc rồi, thế tao hỏi mày, có ai người tao có mời mày chơi không, hay tao có bày trong sách giáo khoa với lại nữa có bài nào mà của cô dạy là bày cho không, đấy bày cho mày đánh bạc không? Tự bọn mày chơi mà, tự bọn mày tham cơ mà. Mà sao mày lại bảo tao là mày bảo mày bảo là gì nhỉ, nó bảo là gì? Tại sao mày lại bảo là tao không làm lấy ai chơi? Thế tao hỏi mày này, tao không làm chỉ sẽ có hàng nghìn người khác làm không? Rồi nếu tao nói với mày luôn này, nếu tao không làm bọn mày có tự tổ chức chơi không? Mày thử hỏi người khác, đây là cái truyền thống từ ngày xưa rồi mà. Cái môn bài bạc này có ai mà họ tự giác tự đâu, mọi cái đều là do bọn mày cả, bọn lòng tham bọn người cả, được chưa? Còn mọi người ấy, ai yêu quý luôn ấy, từ nay mà những cái thể loại sủa sủa ấy, mọi người vô mọi người chửi chết bố luôn ấy. Báo cáo chửi chết bố luôn rồi. Nên trình độ của mọi người có công nhận không? Trình độ của nó nói như vậy là mọi người thừa hiểu đúng không nào? Nó bảo không làm thì ai chơi? Thế tao hỏi mày này, tao mới có 35, 37 tuổi mà mấy người đến đánh ấy toàn là 4, 50 tuổi, với lại nhiều người là có người 6, 70 tuổi. Thế tao dạy họ à? Đúng không? Thế Nguyễn Luân tao dạy họ à? Đúng không? Đó. Rồi mày bảo tao không làm đấy ai chơi.
thế tao không làm thì bên Campuchia họ vẫn làm, người dân vẫn sang bên chơi, rồi sang bên còn bị người ta thuốc cho bị u mê, bị bịt không về được luôn, mất hết nhà cửa. Chơi như tao cả năm chẳng ai mất, tao thấy ai mất nhà cửa nào, tao chưa thấy ai chơi ở chỗ tao làm mà bán nhà bán cửa. Đó là mỗi lần nói thật. Luân làm gì? Đến điểm dừng là Luân bắt người ta dừng, Luân không cho người ta nữa. Vẫn đang chờ người sống. Còn bọn mày làm với người khác à? Hắn cho mày về bán hết nhà cửa, bán luôn vợ con vẫn chưa đủ trả nợ đấy không? Đấy còn mày ngon, mày cứ vào đây mày nói tiếp. Mày nói gì tao trả lời mày, có mày cái đó. Ai đánh bài chả có đứa nào không chơi đâu anh ơi. Thì đúng rồi, đâu phải Nguyễn Luân là người sáng chế ra bộ môn đánh bạc đánh bài, đúng chưa? Còn đánh hay không là do đam mê, đúng không? Cái phong trần à? Hồ Trọng đừng lệch trên đâu đó. Đúng rồi em ơi, vài ba thể loại rơm rơm nó vô nó sủa mấy câu là hồi nó chặt anh Luân mà, với Facebook ảo mà. Đây, còn mọi người vô bấm cho Luân, Luân đang livestream không xem được trang cá nhân nó, mọi người chụp ảnh lại Luân cái cho Luân cái Facebook hắn đấy. Chắc bây giờ nó chặt Luân đổn lên để Luân xem thằng đó thằng nào nào. Gần để Luân đến Luân thịt hắn luôn. Mở được sới bên kia tay cũng phải hơi to đấy nhỉ. Anh thì tay thì cũng to chứ đâu, nhưng nói thật là anh bươn trải mười mấy năm rồi, anh đi bụi, anh ra đời ra xã hội từ khi anh 15-16 tuổi là anh đã dạt dẹo rồi, cả Sài Gòn rồi, khắp nơi rồi. Năm năm nay anh mới bắt đầu anh quay về anh làm, vì anh thấy người ta làm sới, người ta bịp nhiều quá, với họ đánh bạc họ tự chơi á, họ tự chơi họ bị bịp nhiều quá thì Luân làm thôi. Còn chưa ai mà chê trách Luân hay là bảo Luân là ở làm ở chơi chỗ anh Luân mà bị bịp hay này nọ. Bị bịp một Luân đền gấp nghìn, mất cái xe máy Luân đền ô tô, mất cái ô tô Luân đền nó ba cái nhà nếu mà nói ở chỗ Luân có bịp đấy. Trần Thảo Sân chơi sánh chín cho anh em thôi, chứ ở Việt Nam không ăn xích hết. Đúng rồi, mình tạo chân cho anh em đây, còn anh em chơi hay không là việc anh em đều đến tuổi cả rồi, đều đủ để nhận thức để chơi rồi. Chứ Luân có đưa các em mà đang 15, 16, 17 tuổi, em dưới 18 tuổi vào đời đâu. Đây, toàn các em tự học hỏi từ đâu ra rồi. Các chú bác là toàn bộ môn các chú bác học hỏi đâu ra rồi. Các chú bác chơi đâu phải do Luân chào cả. Mọi người có nhận không? Nên cái bọn đó nó nói nhiều khi động cái lòng tự ái luôn hay nói. Anh nói rất hay, cảm ơn em lính đa tình nha. Mọi người công nhận không nào? Luân có, ví dụ bây giờ bố mẹ của các bạn hay là anh của các bạn đánh bạc này, mọi người có trách Luân được không? Làm sao trách được? Mọi người trách là mọi người sai. Kể cả anh hay là gia đình các bạn có người đánh bạc mà họ đánh ở chỗ nào á, không trách họ được. Trừ khi con em của mình dưới 18 tuổi mình trách họ được. Còn đã trên 18 tuổi rồi là mình không được trách họ. Được không? Mình không được trách họ, đúng không? Đó là do gia đình mình, anh em nhà mình, họ tham tiền, họ muốn lấy tiền của người khác, họ không muốn làm việc, họ muốn chơi để họ đưa về nhanh, thì họ phải trả giá thôi. Biết lỡ họ đỏ mà ăn được thì sao? Ăn được 5 tỷ, 10 tỷ của người ta thì sao? Thế về là khi là bắt đầu với thể hiện à? Với là khen à? Trong cờ bạc thì sẽ có người thua người thắng. Luân không khuyến khích ai chơi cả, mà Luân không cần, vì Luân đủ người rồi để họ chơi rồi. Đấy, bên nước ngoài tự họ mò sáng mà, Luân có về Việt Nam Luân dắt họ sang bên họ chơi đâu, họ mò sáng mà. Đấy, Luân đã cho ai vay tiền mà đến mức gọi là để cho họ phải bán nhà bán cửa đâu. Luân làm chi, Luân cũng cho khóa họ. Em út Luân làm đến đâu Luân cũng khóa lại đây để cho họ có điểm dừng. Chứ không phải như các nơi khác ấy, người ta không có cấm cả người này nọ. Đây, đã ai mà nói chơi chỗ Luân bị Luân, chơi chỗ Luân bị này nọ để mất nhà mất cửa chục tỷ trăm tỷ đâu. Đến mức nào đó là Luân cho dừng ngay. Này, lại gặp trưởng công an xã Luân, gặp Luân anh em cả bạn, bắt tay cái live stream đấy. Đây, trưởng công an xã đấy, bạn thân đấy. Hai thằng hai đường đúng không?
mình đi đường bên kia, đi đường bên kia. Đây. Gần mới về thôi. Bạn đi luôn là chim kém cho thì đã. Đây, công an huyện về làm công an ra đây mọi người đây. Xã ai hùng thương hùng quý luôn rồi mình. Còn mày nhiều thằng sống thì gia đình thì chửi cha chửi mẹ, sống với làng xóm thì lề ghen ăn tức ở, lên mạng thì dùng cái Facebook rồi cũng đi cào phím lung tung, sống không có đức không có tâm mà đi dám chê một người như Luân thì không biết là nó giỏi đến mức nào. Còn bao giờ ấy mà thấy Nguyễn Luân đây mà làm cái gì ấy mà mời gọi những người ấy mà dưới 17, 18 tuổi ấy thì khi nói được là bảo thằng nó làm nghề đó nó dụ người ta đưa người con em người ta vào đời đúng không? Mình phải biết Luân làm khách của Luân, Luân thấy toàn là mẹ nhiều tuổi Luân à. Anh Luân nói thật mà tính anh Luân là không, nó không thích gọi là nổi tiếng quá mức đâu, gọi là bình thường thôi. Đến mức gọi là vừa vừa thôi để mọi người biết đến để hắn tránh đi nhiều cái là mạng xã hội có nhiều cái tốt nhiều cái xấu. Cái tốt đấy là đi này, ví dụ bây giờ Luân không dùng mạng, cho dù Luân có tiếng tốt hay là Luân có oai mức nào nhưng Luân đến một cái xóm nào đó mà nó không có cái tiếng đấy họ cũng biết đấy, còn nít nhiều khi nó cũng ném đá mình gì rằng. Nhưng bây giờ Luân dùng mạng xã hội nhiều khi nó có cái lợi như này, ví dụ bây giờ Luân đến cái xã nào lạ nhưng mà người ô anh Luân anh này anh nọ anh sống tốt với anh Tuấn lắm không động được anh đâu, đó đó là một cái tốt, đó là một cái lợi, nó chỉ có cái lợi đó thôi nên Luân dùng rồi đúng không. Còn họ dùng mạng xã hội thì họ kiếm được tiền, chứ Luân dùng mạng xã hội mọi người cứ bơi hết, bơi hết từ xưa đến giờ anh Luân dùng mà Facebook cái này, TikTok anh Luân khóa bớt đúng không, khóa đúng không. Facebook này mọi người kiếm từ giới lên trên từ 5 năm về trước đây, thử đếm xem thử những cái người mà anh Luân giúp, có người anh Luân giúp đến 500 triệu đấy, có người là 100-200 triệu rồi, có những người 1-2 triệu, có những người 50 triệu, 50-30 triệu. Anh em bơi lên từ 5 năm trước xem thử đếm coi thử có mấy nghìn người chưa, ít nhất 2.000 người. Luân dám cả mình ít nhất 2.000 người đã nhận quà của Luân. Thế Luân hỏi này, trong xã nhà mọi người ấy có đứa nào dân bộ đội mà nó sống được vậy không các em? Đấy Luân hỏi thật, có đứa nào dân xã hội mà nó sống được như anh Luân không? Các em cứ thử tìm đi. Còn những cái người mà các chú các bác các anh các chị mà họ tài giỏi về kinh doanh linh tinh này Luân không nói nhá, Luân không cho họ nhá, nhưng Luân cho với anh em xã hội. Thì bây giờ các em cứ thử tìm đi, trong xã trong quê các em hay trong tỉnh các em hay thử kiếm một người mà làm nghề xã hội nó có thoáng, nó có giúp được nhiều người như Luân không? Kiếm mấy một người rồi là ra so với anh Luân cái đúng không, mọi người công nhận không, mọi người công nhận không nè? Bọn hầu hết làm xã hội ấy, bọn nó tham lắm, bọn nó thâm, bọn nó đủ trò lắm, nhất là bọn ngoài Bắc, nhất là bọn ngoài Bắc. Đây là nói thật, cũng không có chất thì không bao giờ làm ảnh lớn đúng không. Không phải đùng đùng mà tự nhiên người ta là có cái tiếng được đâu, không phải đùng đùng mà người ta này nọ, người ta phải trả bao nhiêu cái giá, người ta phải đánh đổi bao nhiêu thứ người ta mới có ngày hôm nay, mới có cái tiếng tăm này, hiểu không. Còn nhiều em mà mới lớn là mới lớn lên là cứ chưa chi đã đòi làm anh làm chị, khó lắm. Các em phải trải qua nhiều thứ, các em phải trả giá nhiều cái, các em phải hy sinh vì anh vì em nhiều cái, thì khi đó các em mới làm được anh người ta. Muốn ra đời các em muốn làm anh liền không được. Rồi chưa làm thì chưa bước ra đời, mẹ thằng làm anh nó vẽ vời ra, nó hy sinh bao nhiêu năm bao nhiêu ngày tháng đấy, nó trồng được cái cây, nó chiếm được một vùng đất để nó tạo dựng lên. Các em chỉ là người là đi hái quả hộ cho nó thôi. Đây ví dụ bây giờ Luân đi, nó làm giới đi, mà nó làm từ bao nhiêu năm ấy, nó làm ngày là từng đó tiền đi. Thế bây giờ Luân lấy một đứa em nào đi đó đi làm rồi Luân đi, vừa đi làm được 5-3 tháng cái hắn thấy làm được 5-3 tỷ cho mình, cái là hắn nghĩ như kiểu hắn tài giỏi với hắn là người làm ra tiền cho mình cả. Nên là cái loại đó là không chấp, các em không tính tiền.
loại là khi về là nó còn kể công hay là khi mình nói, nó còn nói là em đi làm cho anh được bao nhiêu tỷ, chẳng thà bay tự là đi lấy tiền bay đi làm cho tao được, đúng không? Ra được bên đây, việc của các anh đã vẽ ra trước từ xưa giờ rồi, các em chỉ là người đi hái quả hộ thôi, cái cây của các anh trồng các em hái quả hộ thôi, mà đã đòi ăn chia các anh rồi thì làm sao mà được. Loại người đó là phản chủ, đối với Luân tính là loại phản chủ, đúng mọi người? Đúng rồi, đúng đó anh, là mình phải biết mình là ai. Anh là có đến 4 năm thằng em kiểu vậy đấy, nó đi làm cho anh được 5-7 tỷ hay 50 tỷ, thế là vì là hắn như kiểu là hắn là cha mình ấy, hắn nghĩ như kiểu là hắn là người làm ra tiền cho mình ấy, các em hiểu không? À, vẫn là người tài giỏi ấy. Nó có biết là đéo có nó, người khác có khi còn làm giỏi hơn, em út anh có đứa khác làm giỏi hơn, nó làm còn ngu hơn, đúng không? Các em có nhận không? Rồi nó làm như kiểu là hắn là người làm ra tiền, vì là đầu tiên từ xưa giờ nó đã làm ra tiền bao giờ đâu. Nó cứ nghĩ là do nó làm ra tiền. Nó có biết là bao nhiêu máu, bao nhiêu sức anh và gia đình anh em anh bỏ ra đến ngày hôm nay mới hái được cái quả đó đâu, đúng không? Thế nên cái loại đó thì sớm muộn thì nó cũng đứt với Luân thôi. Chưa đứt thì bây giờ thì sẽ đứt. Luân để cho nó lên trời thoải mái, xong bắt đầu nó rụng một cái bắp như kiểu mà quả chín đấy, các em hiểu không? Quả chín ấy, chín quá nó phải rụng rồi. Ương ương này còn sống được, còn chín rồi thì phải rụng. Đấy, cứ hỏi đi, lấy một bằng chứng ra thôi. Luân có cái tiếng với anh em, Luân có cái tiếng ngày hôm nay đâu phải tự nhiên mà nó họ cứ bị bỏ tiền là có tiếng, đâu phải trả giá bao nhiêu năm tù vì anh vì em rồi, bố mẹ bán bao nhiêu miếng đất đền cho người ta vì anh vì em rồi, mất bao nhiêu thứ rồi, bố mẹ con làm thì bố mẹ phải đi quỳ lạy xin cho con bao nhiêu lần rồi, đấy là thật. Nhưng vài ba thể loại khi chưa đi với Luân ấy thì xin là anh ơi em chưa có việc này việc nọ, gia đình em khổ rồi em mới ra tù, cho em theo anh với, đời em không cần tiền, em chỉ cần là làm em của anh là được. Đi làm được 3 bữa làm được ra 5-3 tỷ cho Luân phát là về là như kiểu là muốn là phải chia cho nó 1-2 tỷ. Nó có biết là số tiền làm ra đó mình đã phải bỏ là bao nhiêu máu, anh em nhà Luân đã phải hy sinh bao nhiêu thứ, hôm nay mới hái được quả, rồi vốn anh Luân bỏ ra, rồi việc của những cái việc đó bao nhiêu năm Luân mới nghĩ ra được đâu, với làm được cái việc đó đâu. Bây giờ đào tạo này lên được mấy tháng, đào tạo ra lấy cái tiếng của các anh đi làm phát là muốn tách ra làm riêng, muốn anh phải ăn chia, cái loại phản chủ nó không bao giờ tồn tại được. Mọi người công nhận không? Còn bay dạ luôn ông lại nhìn đi, còn bay cứ ngon đấy. Đây, vậy tại sao bay bây giờ bay về nhiều đứa bây giờ về làm rất là vinh, luôn cứ để cho nó chín, chín là Luân mới hái, không hái thì con tự rụng. Còn bay ngon đấy, sao từ trước chưa đi theo tao, bay không làm đi, bay không thể hiện đi, mọi người công nhận không? Đó, mà đến khi đi với anh Luân rồi, làm được rồi, biết được công việc rồi, bắt đầu là muốn làm riêng, rồi muốn về kể ơn kể công. Đấy, không có bọn bay, tao còn giàu hơn cơ. Luân chỉ sợ những cái đứa mà nó sống nó tốt với mình quá, nó dám hy sinh bỏ mạng thì mình quá, mình làm anh không lo được cho nó hết, mình mới nhục, mình mới xấu thôi. Còn vài ba thể loại mà mồm nói xếp, thể tốt, anh em sống chết có nhau, vài ba thể loại đó, nói xin lỗi với người ta mà đưa cho nó 5-3 tỷ rồi bảo khử anh, có khi nó cũng khử, bán đứng anh nó bán, đúng không mọi người nhận không? Cho em xin chân tháng vài ba chục được rồi. Nhiều, anh nhiều đứa xin với nói kiểu vậy lắm. Đấy anh Luân đấy thật. Đến khi đào tạo cho xong, có được việc này việc nọ rồi, bắt đầu quay sang là muốn như kiểu là hắn nghĩ như kiểu hắn tài giỏi á, hắn làm ra được từng tiền. Mẹ ham khó nuốt lắm anh ạ. À, đúng rồi, nuốt sao nổi. Còn nghề mà anh Luân đã dạy cho nó, sau làm là riêng anh cứ để cho nó làm thoải mái, các em à yên tâm, những kẻ phản anh Luân sẽ có ngày rụng, chỉ là rụng sớm hay rụng muộn, nó đang vinh mà anh cho bọn nó đang vinh mà anh cho vinh thoải mái. Vinh với anh thì chẳng vinh đâu, nhưng ý là như kiểu bây giờ có nhà có cửa có xe có đủ cả, đi theo anh ấy có hết, có
được 50 tỷ thì bắt đầu là như kiểu là rút ra vì em làm cái này em làm cái nọ, chị em không đi làm vậy nữa anh ơi. Nên các em thấy không, khi chưa có đang phụ hồ này, chơi cả máy túy này, anh luôn ngăn cản, anh luôn đập chó này, nên người hết đây. Còn cái hồi đó mà 17, 18 theo anh Luân, không theo anh Luân mà theo một thằng đại ca khác, giờ thì nhiệt mẹ để làm một chi, giờ có vài ba chục tỷ rồi, bắt đầu là em nay không thích đi nghề này nữa. Nhưng anh Luân biết sau lưng anh Luân nó vẫn làm nghề đó và nó tốt, thì anh Luân để thoải mái mà, anh Luân cứ bơ, rồi sẽ có ngày nó phải rụng, cái giá nó phải trả, hiểu chưa? Giá nó trả, nó phải trả, anh em của nó phải trả. Ok Hoàng Nguyễn, ok Dương Huy. Khi nào anh Luân Hà Nội, anh Luân live stream thì nhớ điện anh Luân, anh Luân sẽ đến. Nên mọi người yên tâm đi, mọi người rồi. Đừng có thấy là những cái kẻ mà vài ba loại rơm rơm mà em út của Luân mà Luân đuổi rồi ấy. Bây giờ làm riêng rồi mà giàu có với này nọ, mọi người đừng nghĩ là anh Luân không làm được chi hay là nó đang ngon phải không? Chờ Luân, anh Luân cho nó gọi là thoải mái, gọi là nữ Luân làm rồi, nhưng chờ không? mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tính mạng của mình và của người khác, và đều phải trả giá bằng tiền mặt. Em đang đi làm thuê còn không đủ ăn đấy. Anh Luân có người có đứa là ăn là đi phụ hồ, có lần là nợ nần người ta, nó còn bị người ta truy sát, có lần là người ta đòi khử, anh Luân là vớt về, đi theo anh Luân một phát, đội đó không dám sờ vào luôn, không dám sờ vào nó luôn, chống tốn chui tốn lủi, anh Luân nâng đỡ lên, anh Luân đào tạo, anh Luân dạy lên, đưa những người tài giỏi nhất đào tạo lên, đến khi nó có được một vài chục tỷ rồi quay quốc. Luân nói ai chắc mọi người cũng hiểu, những cái người mà chơi thân với Luân đấy hay là theo dõi Luân lâu là sẽ biết Luân đang nói như nào. Giờ có vài ba trăm ba chục tỷ phải vinh vào, đối với Luân từng nói chẳng là gì cả, cuộc chơi là xong đúng không? Luân cứ để cho nó thoải mái, cho nó chín với cho bụng nó to, cho nó phình, rồi một ngày bụng nó to quá là rớt khoảng mét là đã chết rồi. Huống chi là bụng nhỏ mà rớt cao là chết, huống chi cái thằng bụng to mà rớt từ trên cao xuống, đúng không mọi người? Giờ kiếm được người anh như là anh, em thấy sống cái tình nhiều hơn. Thật anh Luân chỉ thích sống cái tình, còn anh Luân nói thật, em út anh Luân nhà cao cửa rộng, biệt thự đầy luôn đây, sắp tới đây anh còn xây thêm cho một vài đứa nữa, nhà cao biệt thự to rộng hơn nhà anh Luân, sắp tới sẽ có một vài đứa em được xây nhà như vậy đây. Những đứa đó là đúng là em của mình trong những người mà anh Luân xây nhà là đúng em của anh Luân. Còn nhiều đứa ấy chưa đi làm, khi chưa đi thì cứ nói em chỉ cần tháng trăm ba chục hay là tháng vài ba chục, nhưng đến khi mà đi thấy làm ra một phát là bắt đầu là kể như kiểu là muốn chưa chỉ muốn giàu liền, muốn giàu hay không ít nhất đi theo Luân 5-3 năm đã, khi đó không có nhà không có xe thì hãng chửi vào mặt thằng làm anh như Luân đúng không? Đi chưa được 5-3 tháng một vài năm đã muốn làm có nhà có xe, thế bọn mày bố mẹ bọn mày làm cả mấy chục năm còn chưa có cái nhà để ở đúng không? Cũng gì bọn mày đi theo anh Luân bao giờ mà cứ đứa em nào mà đi theo anh Luân trên 5 năm, từ 5 năm đổ lên chưa có nhà chưa có xe, các em cứ vô Facebook anh Luân chửi Luân này. Cứ thấy đứa nào mà đi theo anh Luân mà thằng thì em thấy đi theo anh 5 năm là anh này đấy, mà chưa thấy anh nó sai chi, chưa thấy anh đuổi hay chửi nó một lần, sao nó chưa có nhà chưa có ô tô chưa có nhà tầng thì các em vào để chửi Luân. Anh Luân nói thật đúng không, làm anh như vậy mà chưa làm được anh nữa. Còn các em cứ nhìn đi, sắp tới đây này Luân sẽ nhận, bây giờ tiện thể đây 100 mấy chục người xem đây, Luân cho mọi người Luân này một cơ hội này, Luân sẽ nhận một người sinh năm 2003 hoặc
1994, Luân nhận thêm một đứa em, Luân đang đỡ từ bây giờ, nhưng mà với điều kiện nhà thật nghèo, cực nghèo và có bản lĩnh, biết sống tình nghĩa, vì là hai cái người đó là hợp tuổi anh Luân, tuổi chó nhá, hợp anh Luân. Luân sẽ nhận một người nào đó trong live stream này cũng được, ai tuổi chó đấy, với lại sinh năm 2003, nói Luân mà phải nhà cực nghèo, Luân muốn đưa một đứa cực nghèo lên để cho họ thấy đó. Bay cứ theo anh Luân 5 năm mà bay không nhà cửa, không có xe thì chửi anh Luân, hay là đi với anh Luân 1-2 tháng hay 1-2 năm mà thấy anh Luân bày dại hay anh Luân toàn là xúi các em làm những việc rờ rờ thì các em cứ lên mạng, các em chửi, các em tách ra, các em chửi. Riêng em hút anh Luân, nhiều đứa anh Luân đưa từ thằng nghiện ngập ra, nhiều đứa anh Luân đưa lên từ những thằng tù tội lên thành tốt hết. Đã thấy đứa nào mà đi theo anh Luân mà anh Luân đưa vào con đường chết không? Các em nhìn thấy không? Có thấy không? Đã thấy đứa em nào vì anh Luân mà đi vào đường chết chưa? Hay anh Luân bày dạy chưa? 8-9 không được em ơi. Anh sắp tới thì anh sẽ đi và anh cảm nhận. Này, đứa nào chơi thân thân với anh, nhà cực nghèo, cứ chơi và tiếp xúc anh Luân, thân thân anh Luân, rồi là cuối năm này hoặc là đầu năm sau anh Luân sẽ nhận anh Luân đưa đi. Anh thích đưa một đứa cực nghèo, cực khổ, càng tốt. Nhá, anh Luân định đăng bài rồi mà, thôi đăng bài nhiều người nhắn tin quá anh Luân trả lời hết, nhưng mà tiện thể có từng này người thôi thì dễ hơn. Đấy, các em cứ đứa nào mà nhà cực khổ, cực khó khăn, chưa có ăn việc làm, sống có tình nghĩa, có bản lĩnh tí, anh Luân cho theo. Đúng một đứa thôi. Nguyễn Thái, ok Nguyễn Thái, anh có nói em là đi kia đâu, nhưng mà ý anh muốn là anh muốn chọn là anh cần một đứa là có cái tuổi hợp với anh á, để anh đào tạo nó, một đứa cất nghèo cơ, đào tạo nó khoảng cứ một năm là anh cho nó đứng là nó quản lý và nó làm nhiều cái giúp anh. Nên em nào mà sinh năm 2003 này, rồi là sinh năm 94 này, rồi sinh năm mấy nữa nhỉ, tuổi chó ấy, anh Luân cần một đứa em tuổi chó. Nên em nào mà trong xem livestream này mà với điều kiện này anh Luân muốn là nhà cật nghèo càng tốt, nghèo vừa vừa cũng được, hoặc là chưa công ăn việc làm, nhớ là thật nghèo càng tốt. Đi anh Luân khoảng 5 năm này anh Luân đưa lên một đứa cho nó có của ăn của để, cái để cho họ phải nể. Mà khi những cái đứa mình đưa đến từ nghèo lên ấy, nó cũng đéo như họ nhiều người thấy mình, nó đi với mình thì cũng nghèo á, nên là không bao giờ nó phản được mình. Khi là họ nếu nó phản thì người đời cũng nguyền rủa hắn, đúng không? Ở đâu cũng được hết, miễn là gia đình hoàn cảnh một chút, để đến khi các em đời sống các em tiến bộ lên thì khi các em họ mới nhìn nhận vô là thằng ấy là trước đây nghèo khổ lắm, đi anh Luân giờ sướng vậy. Nó mà quay quốc anh Luân một phát là người ta rủ hắn ngay, mà khi đó anh Luân thịt hắn ngay, anh Luân thịt hắn một phát thì không ai tách được mình, đúng không? Dương Đình Huy, em muốn theo anh học cách sống thì anh Luân luôn sống là người được không? Không anh, không không anh tiền em chưa cần cũng vội học cách làm người đã anh ạ. Chuẩn, em như người Huy nói vậy là chuẩn, em nói vậy là ghi nhận, hiếm có người mà biết ăn nói như em nói được vậy là với là chuẩn, hiểu không? Lấy anh chai nước không? Cho anh cốc nước canh muối đang đây. Em nói vậy là chuẩn. Rồi vậy vì câu nói của em anh sẽ ghi nhận, anh để ý không? Em sinh năm mấy nhỉ? Nước canh muối đang đây. Đang giúp Ngọc đang có. Chú Diễn Ngọc á. Xem 30 phút chỉ nghe anh nói không mà không muốn tắt tí nào cả. Tiếc mình 92. Thôi 92 thì thông cảm cho anh Luân thôi. Anh đang đứng một thằng 92 rồi cũng có hàng chục tỷ quay quốc. Có một vài chục tỷ vay nhà lấn quay quốc. Mấy khi anh Luân trải lòng thì đâu đấy Luân nói thật. Tự nhiên hôm nay Luân trải lòng. Người anh Luân nhắc mọi người nói chuyện nhắc đến mấy cái việc gì kia, cái anh Luân lo anh đúng vào cái tâm trạng anh Luân, anh Luân trải lòng hơi nhiều, làm anh thôi xứng làm anh làm được mua nhà xe anh ơi. Em có chơi với người
làm cho anh mấy người nhưng công nhận anh chọn người chuẩn đó, sống chất hết mình vì chủ. Trước đây á, là khi anh Luân mới bước, mới đứng lên làm anh ấy, tách ra làm, mở ra, làm đàn anh ấy, và nuôi được các em ấy, là anh Luân là hay nhận lung tung, cứ, vì khi đó anh Luân còn trẻ mà, ít tuổi mà, cứ thấy nó nói, nó hứa, nó thề, với thấy nó xin là anh Luân đồng ý, thế cứ tiếp xúc anh Luân, thế là anh Luân đồng ý. Sau này do là những cái lớp mà đi theo anh Luân cách đây 5-7 năm đó, là hầu như là bị loại cả rồi, anh đuổi cả rồi, là toàn cái loại hối dầu hồi, vì do hồi đó anh Luân nhận chừng á, nhưng nay anh Luân nhận thài. Bây giờ cái lứa anh em em mút anh Luân giờ mấy chục đứa đó, đứa nào cũng chuẩn, chỉ có một đứa là anh Luân đang còn để ý thôi, còn anh Luân thấy chuẩn hết. Anh Luân này có tầm 30 đứa em đang đi làm cho anh Luân, gọi là đệ ruột anh Luân đấy, xương máu anh Luân đấy. Đấy, anh Luân nói thật, khoảng 30 em anh Luân bảo sống là sống, ngoẻo là ngoẻo. Thưa anh Luân, chỉ có một đứa anh Luân là đang để ý, còn hầu hết là các em là đều tốt với tuần cả. Ngày xưa anh Luân kẻ người sốt, cầu gối dầu hình, anh chơi với Tuân, ăn này có mấy người thôi, nhưng em thấy chuẩn. Ok Lê Văn Tú đấy, em thấy ăn Lê ngày trước đi với anh Luân, chưa đi anh Luân đi bán cái này cái nọ kiếm từng đồng đúng không, đi anh Luân cái bây giờ ấy, đất xây được nhà được cửa, cũng nhà không được to nhưng đất nhỏ thì xây nhà nhỏ, cũng có nhà tầng, cũng có ô tô đi. Đấy, tất nhiên là cũng chẳng phải anh Luân cho nó cả đâu, nhưng ít nhiều là đi anh Luân là nó làm được nhà được cửa là giỏi rồi. Còn anh Tuân, em thấy anh Tuân bây giờ nhà Tuân, nhà to nhất xóm nhà anh, to hơn cả nhà anh đúng không. Tuân nhà anh trước đây Tuân cũng chỉ là phụ hồ, ăn này đi phụ hồ, đấy, giặt dẻo khắp nơi, lô đề nợ nần lung tung, cái xe máy không có đi. Giờ Tuân này em thấy đó, có ô tô đi, Tuân nhà anh có ô tô đi đúng không, nhà thì bây giờ nhà to hơn cả nhà anh, to nhất xóm nhà anh. Thế còn em bảo thằng nào mà làm anh mà nó bị em út vậy như anh Luân không, nhà anh Luân còn nhỏ hơn nhà Tuân cơ mà. Ok Tí Phong ơi, anh sẽ nói nghỉ sớm. Thế là ổn rồi, em đi thầu 11 năm làm chưa được, nhà làm được nhà đây đó, các em cứ bươn trải, các em biết 11 năm là gì, đến bố mẹ anh này 7, 5, 60 tuổi chưa xây được nhà đúng không, uống gì mình mới có mấy tuổi, nhà cửa đầy đất đai xe cộ cả chục cái, thế là giỏi rồi. Bố mẹ mình, ông bà mình bao nhiêu năm có xây được nổi cái nhà đâu. Đấy, anh nói thật đấy. Còn Tuân nhà anh, Tuân mà ông theo anh ấy, các em biết. Nếu bây giờ đi Tuân nhà anh đi làm phụ hồ mà cứ đi làm phải mãi, thì các em bảo khi nào mua cái xe máy. Thế đừng nói mua ô tô, đủ nuôi vợ nuôi con là giỏi rồi. Uống chỉ giờ các em nhìn thấy Tuân nhà anh ấy. Đây, nhà cửa to nhất xóm, to nhà anh. Ô tô có ô tô, vợ đẹp con ngoan. Đây, bày từng cái tốt lên đúng không. Thế các em còn bảo làm sao kiếm được trên đời này những cái người mà làm người xã hội mà biết cách lo cho em út như vậy. Bố về nóng mệt không nghe đi bố về. Anh Luân sinh năm bao nhiêu? Luân sinh năm 87. Má hút thuốc liệt, thuốc loại thuốc nhỏ này nhẹ quá. Còn các em cứ theo dõi ấy. Anh Luân đời còn dài mà, miễn là các em cứ theo dõi này này, có những đứa nào mà nó đi theo anh Luân từ trên 5 năm mà nó không có nhà không có cửa, các em vào đi chửi luôn. Vậy chuẩn nhỉ, 5 năm cái thử thách có 5 năm, nhưng mà anh đã thấy đứa nào đi 5 năm đâu, mới có 2-3 năm đều có nhà có xe, thế còn gì nữa. Nhưng mà cái mục tiêu anh Luân đặt ra là bắt buộc phải 5 năm. Đấy. Nhưng mà hầu hết anh thấy là 12 năm đã có rồi. Nói hay anh, em mà theo được anh thì giờ có khác rồi. Gửi anh đúng nghĩa, cảm ơn em nhá Mạnh Huỳnh, Huỳnh Mạnh. Em ít tuổi theo dõi anh được 2 năm rồi, cũng muốn theo dõi học tập sống thành người, còn kiếm tiền chưa nghĩ đến anh ạ. À,
Ok em ơi, anh sẽ để ý em chừng nào nhá, cứ theo dõi anh thời gian. Còn em nói vậy thì anh cũng mở lòng luôn. Em biết ăn biết nói. Và em đây, em nói trước cộng đồng mạng, em cũng nói cái lời nói của em ở đây. Thì anh không giúp gì, nhưng nếu em nói là muốn để học học việc cho đến học nghề, nếu em cần và học cách làm người, cách sống, anh luôn nhận em, được chưa? Để giúp đào tạo em, để cho mọi người trên mạng này biết luôn này. Nếu em ưng Dương Đình Huy, anh luôn nhận về, không hứa sẽ làm giàu cho em. Nhưng nếu em nói cần kinh nghiệm sống và cần nghề nghiệp sau này, anh chỉ đào tạo em khoảng 2 năm thôi. Khi đó em ưng theo anh, theo không theo anh, em bước chân ra, trong tay em ít nhất phải có được 4-5 cái nghề làm giàu trong vòng. Khi em đã không ở anh nữa, em sẽ biết cách làm giàu trong vòng 1-2 năm em sẽ giàu, nếu em không theo anh. Vậy được chưa? Vậy là anh luôn mở lòng với em chưa? Vì anh thấy em nói vậy là được, có bao nhiêu người làm chứng đây? Ok Phạm Thành Nam nhá. Em nào sao để thưa em anh luôn, 2-3 đấy em ơi, tân tộc không phải dễ kiếm được người anh rồi. Đúng rồi, anh luôn đi bụi đời bao nhiêu năm, theo khoảng mấy 3 thằng đại ca rồi mà toàn cái loại sống đâu phải đàn anh nào nóng này nọ, theo 3 thằng đàn anh rồi, người nghệ cũng có, người đất khác cũng có, người bắc cũng có. Nó bị người ta đuổi bắn, người ta đuổi giết, nó gọi anh Luân lên lúc 2 giờ sáng để bảo vệ cho nó ngủ. Đến cái xe máy nó còn chẳng mua cho anh Luân đi cơ mà. Đây Luân nói thật, đưa cho anh Luân xe máy xong ít hôm nó đòi lại. Mà nó bị người ta đòi khử, người ta đòi giết thì toàn anh Luân lên. Anh Luân lên lên thì cái thằng mà đòi khử vẫn thấy anh Luân thì chạy mất dép. Đấy, sau rồi cũng phải nhập hòa. Nhưng cuối cùng đại ca nó đến cái xe máy đéo cho anh Luân. Giờ nói mà nó nghe thì nó rầy lắm. Đợt anh Luân đi trong ba ấy, hắn còn vênh váo lên, nó nói là thằng này là trước là đệ của tao, anh là của tao này. Bây giờ nó giỏi, nó tài giỏi, nó giàu có, nó khinh anh. Anh Luân có khinh đâu, hắn nói câu đó Luân khinh luôn. Luân đòi đập luôn, cho nó mất chất đại ca luôn, là thì nó khiếp luôn luôn. Nó chưa nuôi Luân ngày nào, nó cứ để Luân ăn đi giặt dẹo lung tung khắp nơi, tự đi kiếm tiền mà sống. Khi nó có chuyện cái nó điện Luân lên, thế bảo đại ca kiểu gì đó, cứ có chuyện là điện Luân lên, với lại đòi nợ không được là điện Luân lên. Có lần Luân bị cả xã ở trên nghĩa đàn ấy, ở cái xã gì Giảng Giáo ấy, đi lấy nợ hộ, đi lấy nợ cho nó, bị cả xã đó là đưa dao được kiếm là trói, là bắt anh Luân, nhốt anh Luân trong một cái phòng mà là đòi khử anh Luân. Mà may mà anh Luân nhanh tay, Luân rú được một cái máy điện thoại, anh Luân điện cho công an, có ai cứu mình với giờ đó. Anh em bộ đội lên càng đông thì càng nghèo nhiều, vì vô Làng Giáo mà anh Luân là bị nhốt ở trong cái Làng Giáo trên nghĩa đàn rồi. Đây Luân nói thật đấy, cuối cùng chỉ có công an cứu anh Luân. Xong công an nghĩa đàn đến bắt anh lại, bắt anh Luân còng anh Luân, đưa anh Luân đi, đưa xe thùng đưa anh Luân đi. Đi xong rồi các anh thả Luân về, mà Luân đi vì người ta như vậy đấy, vì đại ca như vậy đấy. Rồi có lần là nó bị quân bên Buôn Mai Thúy ấy, đây, nó gây gổ với bên đó, bị bên đó đòi khử khi 2 giờ sáng, họ mang AK cho đến. Cuối cùng là chỉ có anh Luân mới giải quyết được việc đó. Anh Luân đưa thêm 5-7 người nữa đến, lên bảo vệ cho nó và đe dọa với quân bên phía quân kia luôn. Đó, bên kia là thấy anh Luân là phải tránh ra và chấp nhận nể anh Luân và bỏ qua cho họ. Cuối cùng các em biết sao không? Hắn cho anh Luân đâu được 2 triệu hay 3 triệu thì nhục không? Là từ đó là Luân khiếp luôn. Sau đến khi là cái xe máy mà nó đưa cho anh Luân đi, để khi có chuyện hắn điện anh Luân ra đây, là hắn điện anh Luân lên ấy, nó còn lấy lại cơ. Anh đại ca đấy, người Hà Nội ấy, rất là lỗi. Anh nói thế, nhiều thằng em của anh từng lần nữa nó chạy lòng, chạy lòng thì em bọn nó rụng đến nơi nữa. Chạy lòng là cái gì em? Cái loại mà đã phản chủ thì sẽ có ngày rụng mà. Còn những cái lời Luân nói mọi người cứ, anh cứ quen này quen ai à, Làng Giáo em ở nghĩa đàn mà chưa nghe, cách đây gần 15 năm em ạ, 10 năm rồi.
anh bị cả làng giáo đó vây em ạ. Đó là làng gì nhỉ? Từ làng gì của nhà Linh Lương ấy. Anh em nhà Linh Lương với anh chị làm công ty sắn ở bên Lào ấy. Hồi đó anh Luân đang nhỏ dại từ quá không? Anh Luân đang nhỏ dại á. Thì đấy, còn bây giờ thì anh em nhà Linh Lương lại chơi thân với Luân. Mà hồi đó họ nói một câu như thế này này, mà Luân bị chạy lòng này. Nói Luân là cọng rắn cắn cả nhà. Mày là người Nghệ An mà mày lại đi theo quân Hà Nội đi miền Bắc, mày về mày đưa lên đến nghĩa đàn với lại mày bắt nạt dân ta, mày sống vậy xứng không Luân? Là từ đó Luân chạy lòng luôn, là Luân không theo họ nữa. Mà họ nói đúng, Luân phục. Và từ đó là anh em nhà Linh Lương là Linh Chi nhỉ, chơi với Luân. Ông anh mà nợ tiền nhiều nhiều mà bị Luân đến nhà đó, có cái nhà to nhất nhỉ ở nghĩa đàn ấy, cái làng giáo đó đấy, em tìm hiểu xem. À, to nhất ở trên em đấy, có công ty sắn ở bên Lào, ở bên mặt sắn Lào ấy. Bây giờ anh ấy rất nể Luân, rất chơi thân Luân, vì là Luân cũng tôn trọng họ. Họ nói những cái câu là sao mày cắn rong cắn cả nhà là Luân thấy nhục. Vì hồi đó Luân đang mới 17-18 tuổi, Luân biết gì đâu, như các em bây giờ thôi. Ok, Dương Đình Huy. Hiện tại Dương Đình Huy, em đã làm việc gì chưa? Đang đi làm việc gì chưa? Nếu em có công ăn việc làm ổn định rồi thì anh Luân không nhận em đâu. Anh Luân không hứa giúp đâu. Nhưng nếu em chưa có công ăn việc làm mà em mà thấy em nói vậy thì em cứ về đây. Em về đây gặp anh Luân, chơi với anh Luân một thời gian xem thử anh em mình có sẽ hợp tính cách không. Hôm nay anh Luân đang ở nhà này, em đến đây chơi anh Luân xem anh em mình có hợp duyên không, hợp tính cách không. Rồi là anh giúp. Nắng nóng lắm. Cảm ơn lặng lẽ nha. Lông mày luôn rậm ấm, luôn nhổ bớt đấy. Vợ ấm nhổ, luôn cạo bớt đấy. Lông mày luôn rậm, luôn cứ phải nhổ này, này ra này, này nhổ cái ra mấy cây này này. Để luôn quay màn sau đây này. Chúng ta phải nhổ bớt đấy. Không thấy nhỉ? Đây. Luân đã phải nhổ bớt này. Đó, thấy chưa? Nhổ bớt đấy. Thì nó kiểu cái tướng nó đi ra, nhiều khi mình muốn làm người tốt cũng khó. Cái bộ lông mày ấn kiểu vậy. Mà mày mà luôn có cái mắt buồn, mắt buồn, mắt hiền thì nó đỡ. Dương Đình Huy nhá, có hàng trăm người xem livestream mà người ta chứng kiến hai anh em mình nhá. Anh luôn hứa gì anh luôn làm cái đó nhá. Rất nguy hiểm, nó không cho đá dầm này nhiều. Đúng rồi, nên là em Dương Đình Huy, em rảnh thì em mà có công ăn việc làm rồi thì thôi, cứ vậy mà đi làm ăn, đừng có bước chân vào con đường này. Còn nếu em chưa có công ăn việc làm, em cần anh Luân, theo anh Luân, làm em anh Luân, coi anh Luân như anh, và xem này nọ thì em cứ về đây xem anh em mình chơi nhau ít ngày nó hợp tính cách không. Em là người lần đầu tiên mà anh nhận ở trên mạng và ở xa đấy. Vì sao anh không nhận anh em ở xa? Là vì là anh Luân không nhận ở xa là vì nhiều khi không quản lý được, rồi để người ta hư, rồi là mình làm anh không chuẩn nên anh không nhận ở xa. Nhưng em là lần đầu tiên em nói cái câu anh ghi nhận nên anh nhận em. Hứa giúp về cho em theo một thời gian, đào tạo em. Sau này em ra đất Hà Nội, em vẫn có, nếu em có bản lĩnh mà em có chỗ đứng với công việc của anh dạy cho em, chỉ trong vòng 6 tháng thôi là về em đã tổ chức được riêng, thành lập được một cái đội của em và em làm được việc rồi. Nên yên tâm, anh hứa trên mạng với em vậy. Chỉ cần em có bản lĩnh và đầu óc em khôn khéo một tí là được. Còn anh sẽ bày dạy em và đào tạo em để sau này em về Hà Nội em tạo dựng được sự nghiệp của em. Vậy ok chưa? Em ở Đài Loan đi làm đi 12 tiếng về trường để xem anh nói chuyện. Cảm ơn em. Xem anh cũng được mà nhiều cái tốt, cái xấu anh có nói lên đâu. Nên là cái tốt anh sẽ cố gắng truyền tải đến các em ạ. Còn cái nào xấu anh luôn nha, cố gắng anh luôn che đậy đi, đưa lên đẹp khỏe xấu che mà.
nhưng mà cái xấu thì làm sao mà mình che mãi được. Cô Phương Hằng nói rồi, dị đang dơ giấy à, làm sao mà giấu giếm được, đúng không? Dương Văn Trung vì tín luôn anh, ok em. Đấy, có anh em trên mạng nhá, em Dương Đình Huy nhá, em hứa là chỉ về luôn đào tạo và dạy bảo em ấy, bày dạy em kinh nghiệm sống, luôn hứa mọi người đưa em về đào tạo, sau này em ấy giàu mà quên luôn là mọi người nhớ chửi em ấy nhá. Em cứ về theo anh Luân, xem anh Luân sống có chuẩn như anh Luân nói không. Anh Luân còn sống chuẩn hơn ở ngộ trong mạng anh Luân nói nữa cơ, nên em yên tâm. Vào Quảng Bình đánh bữa sóc đĩa anh ơi, vào đó bị tóm lần này, khiếp à. Trước đây có cái sới của bọn Quảng Bình ở nơi sới gà ấy, anh em nhà anh Luân vào tận đó luôn này, bắt ăn chia luôn ấy. Nó nói thật, vào tận đất họ ấy, cái sới gà đấy, con của nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Bình về hưu đấy, cái thằng nó mở ấy, anh em nhà anh Luân vào luôn, bắt ăn chia luôn, chưa kịp ăn chia với nhau còn ăn hợp bố. Ok Phạm Đình Nam, Dương Đình Huy, em cũng muốn có người anh đứng đầu để em bình thường khó khăn lắm anh ạ, nhưng em muốn theo anh như em nói mà anh ghi nhận, có gì anh em nhắn tin, anh không mở tin nhắn đâu, anh không mở Messenger đâu, có gì à, em cứ gọi vào số anh ấy. Còn trước mắt là em cứ phải về đây, anh em mình giao lưu, anh em mình em giao lưu không phải đưa tiền đâu, đi với anh này. Hiện tại em đang nghèo khổ đúng không, cứ về đây, mọi chi phí em cứ lên ô tô xe khách nào được bảo vệ thì anh luôn, chẳng ai lấy tiền hết, anh luôn khẳng định vậy. Tất cả các xe khách Yên Thành, Diễn Châu, em bảo em anh luôn, em lên em ngồi xe về đây là ăn cơm nhà xe, không phải họ lấy tiền, em có đưa họ không lấy, rồi về đấy rồi anh về rồi Điệp ơi, rồi là em về đấy rồi về là theo anh Luân đi chơi anh Luân thời gian, không phải đưa tiền như vậy, em đi người không về là được, vì anh Luân đã hứa giúp em là anh giúp, em chỉ cần đi người không về đây mang quần áo về là được, mang quần áo về anh Luân cho quần áo, anh Luân đã hứa giúp em là anh giúp, một tin thuốc của em, TikTok cái phong cách chống lại mũi. Từ mỗi video mà thấy anh không chơi TikTok nữa, em sang Facebook theo dõi tiếp. Chúc anh hoàn thành, cảm ơn em lặng lẽ nha. Sới Diễn Đệ hả? À, anh đúng rồi, sới của Diễn Đệ em ơi. Anh gọi nó vào đây nghe anh luôn chỉ đạo. Thấy anh lai bên Mà Lai mà về anh rồi. Ôi trời, mấy cái thằng mà đánh bạc trên mạng là những cái thằng ngáo, những thằng ngu, mình nói thẳng với luôn ạ. Anh luôn nói là có thể hắn động chạm đến cả triệu người, nhưng anh luôn chửi thẳng luôn, những cái loại mà bày đánh bạc trên mạng là bày là những cái loại ngu, loại đéo có óc, và những cái thằng ngáo ở cái hàng. Anh luôn nói thật, bày có công nhận anh không nè, làm gì có thằng nào tỉnh táo với lại khôn mà lại đi đánh bạc trên mạng. Đây luôn nói thật, không đâu, bóng không quay đâu, có để còn là nó thật luôn, nó bịp bé 100% thế thôi, chứ không có 99% đâu. Anh luôn chửi để cho bay nhớ và bay ghét anh được, nhưng để cho bay thế nhục và bay tự biết bay rút ra, nghe anh đi, còn bay còn dính vô tài xỉu với dính mấy trò chơi trên mạng, nhà mày mất, gia đình mày khổ, nghe anh thương anh mới chửi. Còn không thôi kệ bọn mày, còn bọn mày giận thì giận, giận thì đừng chửi anh, mà không giận thì đừng có xem nữa. Chợ Phúc Địa Thuận trận. Ok Trần Quốc Điệp em. Điệp bữa nay đang đâu, ở làm ở chỗ nào em? Điệp đấy là cũng em của Luân nhá, em út trong nhà nhà Luân cả. Mà thôi đừng có nói em đang làm đâu, đừng có nói em đang làm đâu ạ.
điểm ấy. Mấy thằng chơi đá toàn thịt thế, đúng rồi. Trước anh Luân cũng chơi đá mà, anh Luân biết mà. Anh Luân cũng đã từng ngu mà. Thay vì mình cứ ngu và mình chơi, bố mày ra làm chủ luôn, đúng không? Đây Luân nói thật. Bảy ngày nợ 200 triệu phải bục bắt ở đài, 21 ngày 21 triệu lãi tháng, 2 triệu vãi. Nể các em thật. Đừng chơi nữa các em, nghe anh luôn đi, đừng chơi trên mạng nữa. Thích thì các em tự chơi với nhau thì được. Đấy, làm sao mà cho thất tránh chín, một nữa một đứa thua một đứa được. Thế đừng để mà chơi kiểu gì cũng mất thì các em đừng chơi, nghe anh đi. Đừng chơi trên mạng. Thua cả tỷ rồi cũng phải chấp nhận, bán nhà rồi cũng phải chấp nhận, không chơi nữa. Chứ còn các em làm gì có cửa cho các em gỡ đâu mà. Nên các em nghe, nghe luôn đi, đừng có chơi bài bạc trên mạng. Khổ gia đình, khổ các em, mà đời các em nát, nát mãi luôn. Cái thuốc này nhẹ, thuốc con gái này hút có vị đâu. Khi nào có trận lô cho em xin thông tin, em vào bờ với anh luôn. Lô à, và đánh bạc trong Quảng Bình, đến mức mà đánh bạc sới trong Quảng Bình ấy, của thằng mẹ sới, một chủ sới mà bạc bịp luôn ấy. Đợt đó nhà anh kia tóm được cái nhà anh mà đen đỏ cho nhà anh mà tóm được bọn nó để bọn nó đứt rồi. Mà mày công an tóm nó trước, như kiểu trời cũng thương nhà anh ấy. Tóm được nó, công an tóm nó thôi, nên thành ra là nhà anh cũng chẳng tóm được nó. Ok Bảo Hoàng. Nguyễn Luân, anh Luân không biết đánh nhá. Em chưa gặp ở ngoài đời nhưng theo dõi thấy người chị ước gặp anh và đủ giúp cho đây. Ok Nhiệm con. Nhiệm con sinh năm mấy em? Anh nó lưu hết anh à, càng gỡ càng chết, đúng rồi, làm gì có cửa, kể cả lâu lâu có thể nó vẫn thả cho các em một vài bữa mà. Nó thấy các em thua một vài tỷ là có thể có bữa nó thả cho vài trăm, nhưng sau nó lại ăn lại. Game là vậy mà, anh là chủ game đấy, anh không biết à? Để sao nó có thơ là được rồi, để chữa này. Thôi từng là đủ rồi, dừng đi các em, đừng có tài xỉu với lại này họ lên mạng. Gửi cho em mấy cái của anh, của anh. Đúng rồi, anh không cho số tên này đâu. Tí nữa anh bình luận vô bài viết của em anh cho số nhá. Anh không dùng Messenger. Tí nữa anh bình luận bài viết em, tí nữa anh tắt livestream là em để ý á. Anh cho em bình luận cùng cái bài viết của em anh cho số điện thoại anh được không? Chín tư nhưng giấy tờ 95 nghe. 94 là 94 mà 95 là 95. Bây giờ em nói vậy là anh không nghe được. Lỡ nó không đúng cái là nó không hợp, anh đang cần một cái em là sinh năm 94 hoặc 2003 hoặc là sinh năm 91 đi. Tuổi dê, anh là tuổi mèo. Tuổi dê này, tuổi chó này, tuổi lợn. Đấy, nhưng tuổi lợn là phải mạng hỏa hoặc là mạng mộc. Cái gì đó đổ má ngồi chỗ vẫn đánh được bóng tiền mày, có đủ má lại lên quả nữa mày. Chơi mày, mày ngồi chỗ bóng nền hai quả lên tức rồi đổ đâu luôn. Luân đang lại chim mà Luân có để ý đâu. Ủa cái bụi bay vào mắt rồi, để cho Luân cái này. Rồi bóng vừa rồi đúng vào diễn viên phải rồi. Ai đồ tóc vâng con ra bông gì thế này? Này cứ quay nhỏ nhỏ này này, kia trở lại này, nằm ở đây đây rồi này. Đổ to nhở? Mơ. Anh gần giống chưa nào? 91 lần này ok, 91 được. Tôi trống hợp của anh, tôi trống hợp với mày. Anh 8 hợp là anh hợp với lại dê này, lợn. Nhưng mà hợp nhưng mà cũng phải hợp mạng nữa. Có tuổi dê, tuổi lợn thì lại mạng thủy thì không hợp với anh.
anh là mạng hỏa nên anh cần người mạng mộc và mà người mạng hỏa gì đó thì được, rồi là sinh năm tuổi chó cũng được, vì trong làm ăn anh luôn là hợp với tuổi chó, mà yêu cầu của anh luôn là vậy, mà anh luôn lại cần một đứa là đứa em là nhà cực nghèo, càng nghèo càng tốt, đấy, càng không có ăn càng tốt rồi. Đi với anh một phát, khi anh đã nhận một phát là kể cả chưa làm chi anh đã nuôi được gia đình cho nhà em rồi. Còn em út anh là tiền nóng bao giờ, không bao giờ anh cho lấy riêng, bắt phải gửi về cho bố mẹ gia đình hết. Tuổi già thì già không hợp. 91 ở Quỳnh Lưu được không? Được mà. Thứ nhất là yêu cầu của anh Luân là gia đình càng nghèo càng tốt, càng khổ càng tốt. Phải thật nghèo, đầu tiên là phải thật nghèo. Đó. Gia đình cực nghèo, anh mới giúp. Để đưa những cái người từ khi họ nghèo khổ, họ đi với mình, họ trướng là mình với nửa mày nửa mặt, chỉ đưa vài ba tỷ loại mà này nọ ra mệt lắm. Đừng có so anh bác hồ, anh lại em làm vậy là các chú bác so anh chết đấy. Với đừng gọi anh Luân idol, đây là thật. Muốn anh Luân lên mạng chia sẻ cho các em là các em đừng có tung hô anh Luân quá ấy. Các em nên nhớ là họ cũng để yên cho những cái người như kiểu vậy đâu, hiểu không? Nên các em đừng có vậy á. 99 cũng được, nhưng mà 99 là mạng gì vậy? Vì tuổi mèo cũng hợp anh mà, nhưng có điều là phải mạng hỏa. Tuổi hợp là một con rồi, nhưng mà mạng cũng phải hợp nữa, mạng là phải mạng mộc hoặc mạng hỏa nữa. Em muốn được nhập vào cái làm ngày chưa mơ, còn vẫn nghe nó cùng cầu nói và xuống dẫn. Ok Phạm Thành Nam, chồng của Mỹ Anh ạ. Kiếp Phong Tần nhá, đừng có nói anh Luân so, anh Luân Bắc Hồ hay so ai chết anh á. Các em, tất nhiên các em có thể các em quý mến anh, các em nói vậy, nhưng các em nói vậy là nó hại đến anh á. Được không? Em thổ anh à, mạng thổ cũng hợp với anh em ơi. Ất hơi mạng hỏa anh ơi, Ất hơi mạng hỏa thì được. Cứ tiếp xúc đi, những ai mà đúng cái này, thứ nhất là nhà cực nghèo càng tốt là một này. Thứ hai là mạng là phải mạng hỏa hoặc mạng mộc này. Đây, thứ ba nữa này là tuổi là phải tuổi dê, tuổi chó, tuổi lợn. Đó là những đứa đó là đạt yêu cầu của anh Luân sẽ nhận một đứa anh nâng lên. Anh cho theo anh một thời gian để coi như thế nào. Đình Trung ơi, em nghỉ đi làm đi, em nghỉ đi làm để anh tắt cho em nghỉ, chứ không là em nữa. Nghe anh là em không làm là anh lại làm ảnh hưởng các em. Tuổi tác em không mong được anh nhận làm em bớt cái tiền, nhưng em chỉ ước anh cũng có chút kinh nghiệm để bớt cái nghèo cho gia đình. Cũng muốn giúp lắm, nhưng mà các em mà không hợp anh mang đi theo là đâm là lỡ ơn khổ cả anh á. Nên nếu thương anh thì thôi đừng có nữ làm anh khổ đó. Em xóa bình luận rồi. Ok em cái phong thần hút thuốc cùng Luân đi thuốc cơ để em làm lại giấy cái gì. Tuổi ngựa không được, em mệnh kim không có lửa không thành bảo kiếm. Mệnh kim có hợp với anh không hả? Anh không nghĩ lắm, nhưng mà anh thì biết cái thằng mạng kim mấy bảo kiếm cái gì, mấy thằng muốn bảo mấy mà mấy mạng chuột. Tuổi hồ không được em ơi, bình tĩ không được em ơi. Tuổi chuột lại càng khắc với anh nha. Ok Đình Trung, ok Dương Đình Huy, em mệnh hỏa tuổi lợn anh nhá. Ok tuổi rất hợp, rắn không hợp. 92 công nhận, 92 công nhận nữa. Nhưng em chuẩn như nhá, anh Luân chỉ nói vậy thôi. Còn các em, anh nhận một đứa trên mạng này để cho các em biết. Đấy. Còn sau này ai theo anh được thấy là tùy. 94 em út em đầy để em chọn một đứa, chọn một đứa cho hắn cho sạch sẽ, cho chuẩn của anh, cho mày chọn cũng được.
nói lên đây gặp anh xem là có nhận, nó cũng phải hợp hợp tuổi hợp mạng rồi, nó cũng phải coi thì nó có hợp nhà nó nghèo nghèo đi ấy, mà cái loại mà nhà anh giàu ở đến khi nó khó nói lắm. Mày là đệ ruột của anh rồi thì đây Quân bảo là các em biết, Quân bảo là đệ ruột của anh Luân, một trong 30 đứa em của anh Luân hiện tại đây. Và sắp tới đây là em Quân sẽ được anh Luân xây nhà tầng. Nick Quân bảo mà đang bình luận đó là trong năm này anh Luân là phải cố gắng xây nhà tầng cho em đó, đó là em của anh, nó bây giờ anh Luân coi như em ruột anh ấy. Nó là rượu bia vô hay khóc nhè như con nít ấy, người xăm đầy người. Anh em vào nick Quân bảo biết, theo anh Quân là bây giờ đến giờ cũng được gần 2 năm rồi, được năm hai năm đéo rồi, gần 2 năm rồi. Không. Ô gì gara của xã luôn làm cho được, còn ô ấy cái nữa mà bớt giải. Quân bảo là đây là đệ của Luân nhá mọi người, ai yêu quý em nó vô mà thấy rõ em nó. Theo anh Luân đi Sài Gòn khắp nơi, bao nhiêu giang hồ khắp nơi đấy, làm cũng đủ nuôi vợ nuôi con, xe máy thì chưa đi đi anh Luân. Sắp tới này anh Luân là đang gắng này xây cho nó cái nhà, dù anh Luân là thời gian này rất khó khăn, kệ mẹ đến đâu đến cũng phải xây cho em ăn cái nhà để cho bố mẹ em á này nọ. Đáng là ba, ít nhất 3 năm từ nay ấy, là đặt mục tiêu cho em út, muộn nhất là năm thứ 5-6 là em út phải có nhà có cửa. Anh Luân đặt mục tiêu vậy đó, theo anh Luân, đi theo anh Luân, muộn nhất là bắt đầu bước sang năm thứ 6 là phải có nhà có cửa có xe rồi, còn nhanh nhất là cũng phải 3 năm thì bắt đầu mới có nhà có cửa có xe. Nhưng thằng Quân bảo đi là đi theo anh là chưa được 2 năm, nhưng mà vì là nó là anh Luân ghi nhận là được, xứng đáng làm em của anh, thì năm nay thì anh Luân cho dù nghèo khổ mức nào, từ khi là nó gặp cái hạn cái này nọ thôi thì phải chấp nhận thôi, còn nó cứ bình thường không này nọ thì trong năm nay anh Luân là mấy phải xây cho ăn cái nhà vài ba tầng nữa cho nó ở, về nhà với các anh em mới có xe máy. Chứ mày thì có cái quay tàu cũng có đi, ăn rượu bia giờ đi với anh khoảng một tháng đấy xây nhà đấy, nói bố mẹ giữ nhà đi, tầm một tháng đến tháng rưỡi nữa là anh xây nhà, anh cho thiết kế đấy xong rồi đấy, cái mẫu nhà đó ưng nhờ, có ưng thay đổi gì không kệ Quân, mẫu nhà đó ưng thay đổi chi thì bảo với Sơn, phòng ưng thay đổi chi thế nào thì mình bảo với thiết kế nhá, đó còn họ thiết kế là anh chỉ nói thiết kế vậy thôi, còn em được phép thay đổi này, ví dụ như họ làm 2 phòng em ưng làm 3 phòng, em bảo họ là thiết kế lại cho em cái là 3 phòng, rồi họ làm bàn ở nào bàn thờ hay làm như nào là em nói với họ, chứ không sau này là bảo anh Luân là sau làm nhà cho em làm như này là chở tao ấy. Còn mẫu nhà đó em không ưng thì em có thể đổi mẫu, vì anh Luân vì là anh sẽ căn cái số tiền anh xây nhà cho mày nên là mẫu nào cũng được, không phải ngại, anh cho mày chọn mẫu mà mày được chọn mẫu cơ mà. Và xây nhà đó, xây nhà cho em, anh cho em chọn mẫu, em ưng mẫu khác hay là em ưng mẫu nhà như nhà anh hay mẫu nhà nói tao anh nói là có sâu là anh cuối năm xây nhà lên bảo xây xấu là do anh làm là tao tọng rồi đó. Đây nên là tự biết, em tự biết rồi là xây là phòng như thế nào sửa được hết mà, thiết kế họ thiết kế vậy thôi, nhưng mà em ưng sửa là em sửa được mà, nó sửa được hết mà, đã xây đâu mà sợ, còn để đến khi mà xây lên rồi là đến khi đòi làm cái gì kia là không được nữa, còn giờ xây nhà là anh xây cho đó rồi nè, thiết kế là mẫu họ thiết kế vậy cho đó nè, ưng cái nào không ưng cái nào là phải nói nè, đến khi xây xong là ông đập phá làm lại nữa nè, nên là bây giờ là không ưng cái nào là nói về Sơn để Sơn ấn vẽ lại bản thiết kế, ví dụ bây giờ họ làm cho em tầng 2 là mấy phòng anh cũng chưa biết, nhưng em thấy phòng nó nhỏ quá thì em bảo họ làm to lên, kéo dài là thêm tí là kéo được nhá, làm rộng thêm là làm được nhá, có đến khi là kêu nhá, đừng có làm mà chưa xây nhà được 2 năm lỗi thời là không được. Còn anh bảo nó rồi, làm phòng ngủ là tất cả phòng ngủ là phải làm thật rộng để cho mình là người hiện đại mà, để bỏ được tủ này, bỏ được tivi, bỏ được nhiều thứ này, con nhảy được này, chứ đừng có còn bố mẹ em là đòi làm theo bố mẹ là không được, ông bà làm là anh không nghe anh hết, thì các ông các bà làm là theo cái lối của các ông các bà là cái xây nhà phòng lung tung mới làm lung tung không được,
mà phải theo bản thiết kế của anh. Nhưng trong bản thiết kế đó, trong lúc chưa đổ móng này, trong lúc chưa xây này, em xem bản thiết kế và theo hình vẽ 3D ấy, em có thể là đổi được này. Ví dụ như em ưng làm 2 phòng hay em ưng làm 3 phòng hay là em ưng làm phòng thờ ở chỗ nào là em sửa được hết mà. Kệ anh, ưng răng thì em nữa. Tết mày mày tóc tu mãi quân ạ. Mày cũng phải có cái ý kiến của mày chứ. Cho anh kia thuốc anh. Dạ. Nên kỳ mày làm lên là nó xấu, mày lại nói anh làm đang mà xấu đi đắng. Ờ. Còn ưng làm, ví dụ bây giờ nó ở anh làm nhà em nhiều người mà anh làm có 4 phòng hay 5 phòng hay là có 3 phòng không đủ đắng. Mày có thể yêu cầu thêm phòng nó nới ra được cơ mà. Hay là em thấy nó chật cái nào em bảo anh ơi xây kéo dài thêm mét 2 mét nữa. Nó có đáng mấy đâu. Có tao xây nhà cho mày mà tao xây xong rồi tự nhiên mày xây cái nhà mấy tầng, xong bây giờ mày bảo là anh ơi sao mà nó xấu, nó chật thì là ăn cứt tao luôn đấy. Không chập làm lại đâu. Đấy. Còn làm bây giờ là họ đang vẽ bản thiết kế đó, thì coi đó mà làm. Ưng sửa như nào thì bảo họ. Còn anh là còn mẫu nhà đó ừ, ưng ngói màu chi hay sơn màu chi cũng là ở các em nữa cơ mà. Để cho nó hợp phong thủy bay nữa. Thấy chưa? Đây. Tự nó đi, đi lên tháng sau là tao cho đổ móng rồi, là đến khi đổ móng xong rồi là không sửa nữa đâu đó. Ưng kéo dài nhà kéo thêm vài mét nữa là kéo thêm. Có đéo gì đâu. Mẹ tiền tỷ bỏ ra rồi thì thêm một vài trăm triệu nữa là cái đéo. Nên là bây giờ ấy, hai vợ chồng bàn đi. Còn làm ấy là ông bố em ấy là chỉ được đứng ra là quản lý vật liệu với lại để ý họ làm họ có làm gian dối hay không thôi. Còn bố mẹ khi anh đã làm nhà cho em ấy là bố mẹ cũng được thò vào là dở lắm, các ông các bà làm dở lắm, không biết chi đâu. Ở anh đây này có nhà này làm cái nhà 3 tầng, làm mẹ phòng làm cổ đông ấy, đặt vừa cái giường với cái tủ là chật nút đi. Nhiều nhà đấy chưa làm là lỗi thời đấy. Ở anh đây này thằng con là đi nước ngoài về là gửi tiền với bố mẹ làm, về đến nhìn cái phòng là khóc. Đặc biệt là đấy, anh Luân về là khóc, là nói là ôi trời ơi sao làm cái phòng đi. Các ông bà ngày xưa là họ làm là họ chỉ tính là làm là có cái nhà là bỏ cái giường với lại bỏ cái tủ bình thường thôi. Còn anh em mình như ấy phải ban trang điểm này, phòng là phải cái và là chỗ cho con nó chạy nhảy trong này, bỏ được cái ghế mẹ tình yêu này, rồi bỏ được bộ bàn ghế làm việc linh tinh, phòng phải vậy chứ. Phòng là phòng ấy. Cái thằng ở anh ấy xây nhà mới xây là chưa được mấy tháng, thằng con đi nước ngoài về nhìn cái nhà của bố mẹ xây là khóc. Phòng à, bỏ cái tủ xong mẹ bỏ cái tivi nữa với bỏ cái bàn nữa là hết đường đi luôn.